yếm ăn dặm silicon royal bé cứ tha hồ ăn mà không sợ vấy bẩn áo quần, việc chăm sóc trẻ nhỏ là việc không hề đơn giản và đòi hỏi ở người bố. Người mẹ sự kiên nhẫn, sự tận tình chăm sóc chúng, trong việc chăm sóc bé nói chung và cho bé ăn nói riêng. Có nhiều sản phẩm có thể là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho mẹ, trong đó không thể không nhắc đến yếm ăn dặm silicon royal. Yếm ăn em bé được làm tự nhựa silicon có khả năng điều chỉnh dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn giúp bé tha hồ ăn uống rơi vãi mà bố mẹ không phải lo bẩn quần áo hoặc rơi xuống đất. Yếm ăn trẻ em là vật dụng khá đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại rất quan trọng cho bé trong thời kỳ cho bé ăn dặm.